Con xin quan giảm bớt thuế. Năm nay mất mùa, quan thu hết tiền, nhà con biết sống sao? Ngươi sống sao thì kệ ngươi, lệnh vua băng xuống phải thu đủ. Dạ, con nghe quan quyền bên xin vua giảm thuế cho người dân mất mùa. Con xin quan mở lòng từ bi. Vậy ngươi bay ruộng sang quyền bên mà cày cấy, lục hết sạch tiền trên người hắn, thiếu đồng nào đến nhà hắn lục tiếp. Dạ. Tuy Tinh Tranh phá phách nhưng trong cụ vẫn có phần trự nghĩa, nên thấy chuyện bất bình thì lại muốn trừng trị kẻ lộng quyền. Kẻ kia làm gì như đó vậy? Bẩm quan, con mang tiền về ra chợ cho cha tổ trông. Đi ngang qua đây gió thổi, con ngã xuống sông. Con lặn tìm nãy giờ mà chỉ tìm được vài quán tiền, còn về như này. Mày tìm đến ngày mai cũng không thấy, dưới sông có thùng luồng đó, nó nuốt mất rồi. Mày lên ngay để tao tắm. Nè nè nè, các người xuống kỳ lưng cho ta. Dạ. Nhớ tìm cho kỹ, tìm thấy đưa ngay cho ta. Dạ. Bẩm quan, đây là nhà thằng cụ dám lấy quần áo của quan vứt xuống sông, cửa ngực của quan thả ngoài đồng, làm quan và tụi con chạy bộ về phủ. Ôi, ngươi không cần nói cái đoạn đó. Ôi, quan lớn và hai anh vẫn còn sống hả? Mày dám chuột ẻo tao chết hả? Dạ bẩm quan, con đều dám. Chiều qua thấy quan và hai anh lính xuống sông tắm lâu quá, con tưởng con thuần lường, mà quan nói đã nuốt chuẩn ba người rồi. Con sợ quá, ôm quần áo của quan ném xuống sông, để quan xuống dưới đó có cái mà mặc. Sao ngươi dám cưỡi ngựa của ta thả ngoài đồng? Dạ, con tới tìm người cứu quan, mà con nào biết cưỡi ngựa nên bị nó hất té xuống đất, rồi nó chạy mất tiêu. Con ngất luôn, đến tối rồi chạy về nhà, chẳng biết quan sống chết sao, nên không dám kinh động đến mọi người. Mày dám lừa tao dưới sông có vàng hả? Quan nói xuống sông tắm, đâu có nói là tìm vàng giùm con. Mụ là mẹ nó mà không quản, để nó ra đường nó càng phải bậy. Bậy đâu? Đánh cho mụ ta 10 gậy để nhớ mà dạy con. Dạ. Dạ bẩm quan, con có biết gì đâu. Ôi trời ơi, cái mông của tôi. Cũng bởi thằng cháu quý quá của ông á, nó còn gây quả gì cho cái nhà này nữa đây. Cái thằng này, phải cho nó một bài học để bỏ cái tụng nói láo. Đúng rồi. Vô thêm định đưa cháu đi đâu vậy? Mày suốt ngày chỉ gây quả, nuôi mày á, chắc có ngày vợ chồng tao bị quan tống vào ngục à. Đúng là nuôi ông tay áo. Vợ chồng tao đưa mày ra bờ sông, đợi nước sông lên đẩy mày đi đâu thì đi. Cha mẹ cháu mất sớm, giờ chỉ còn chú thêm đi nương tựa, chú thêm đỡ lúc nào. Mày đừng có ra vẻ đáng thương, tụi tao không có bị lừa nữa đâu. Có ai không? Cứu tôi với! Có phải lão thầy bói mù không? Ai đó? À, tôi là thằng Công Đàng Bên. Ông đi đâu đêm hôm thế này? Tôi mù thì ngày đêm có khác gì? Sao thằng Công lại nói? Con sông này thiêng lắm, vào đêm rằm ai bị bệnh cứ chui vào rọ, chờ nước lên cuốn ra giữa sông tắm trăng là khỏi bệnh. Tôi mới khỏi đây. Vậy chữa được mù không? Được chứ sao không. Ông nhanh mở rọ giùm tôi, tôi cho ông vào rọ chữa sáng mắt, kẹo hết đêm rằm. Thầy bói mà cũng tin là bà xà bà lắp của tôi sao? Bỏ rọ rồi xong thì chỉ có chết thôi.
thì mình nên đi thôi. Chắc thằng cụi sợ chết khiếp rồi. Mình bỏ rọ như vậy á, nước không có đến được. Lần này về nó mà ngoan ngoãn ha, tôi cho nó ra trường làng học hành đàng hoàng à nha. Thì ra chú thím chỉ định hù dọa cho cụi sợ, nhưng cụi tủi thân đã bỏ đi thật. Ông có thấy thằng bé bị nhốt trong rọ này không? Nó lừa tôi cỡ rọ cho nó chạy mất, tôi tức không đi nổi đây. Lão thầy bối mù nổi tiếng ở làng bên mà cũng bị nó lừa nữa sao? Nó là thằng cụi gian danh nói láo dùng này sao? Tối qua nghe giọng tôi đã nghi rồi, giờ thì tôi sáng mắt thật rồi. Không biết giờ này nó đi đâu nữa. Nó lừa được cả thiên hạ thì chắc không có chết đói đâu. Nó đi chán á lại tìm về thôi. Ông nhớ cầm cái rọ về để nhốt lợn nghe. Ngày rời nhà chú thím, cụi đi khắp nơi, làm đủ mọi việc sống qua ngày. Thời gian trôi, cụi dần lớn lên, trở thành một chàng trai chăm chỉ, hiền lành. Hằng ngày, cụi vào rừng trốn củi mang ra chợ bán, tối về ở trong căn nhà nhỏ ven rừng. Tao chỉ lấy củi, không làm hại con vật nào. Mày muốn giết tao nên tao phải đánh trả thôi. Xin lỗi nha. Sau khi giao chiến và đánh thắng cọp dữ, cụi ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây thì vô tình chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Ngươi vẫn còn sống sao?
Thật thần kỳ. Nhưng giờ mình mà xuống, có khi mẹ con nhà hổ còn đang trốn ở đâu đó cũng nên. Từ từ rồi xuống cho chắc ăn. Trời ơi, mình cũng quên mất. Cây này thật kỳ lạ. Nó có thể cứu con vật đã chết sống lại khỏe mạnh. Mình phải đem nó về làm thuốc cứu người mới được. Nhờ đụng độ với con hổ mà mình tìm được cây quý. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Chẳng còn chút hơi nào. Chẳng lẽ ông ấy chết rồi sao? Cậu là ai? Làm sao mà cậu cứu được ta? Dạ, con là Cuội. Con cho ông ăn lá cây này nè. Đây là cây thuốc quý trên trời gửi xuống để con cứu người. Nhưng mà con phải nhớ, tưới nước sạch cho cây, đừng tưới nước bẩn, cây bay về trời. Hàng ngày, Cuội vào rừng kiếm củi và lấy nước suối về tưới cho cây quý. Dạ, xin hỏi nhà mình có chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà chúng tôi bệnh nặng. Chúng tôi đưa nó đến ông làng, mà giờ hết sạch tiền mua thuốc. Ông làng nói đưa nó về nhà chờ chết thôi. Nhà chẳng còn gì để bán nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ cha con ơi. Con ơi. Mọi người ở đây chờ tôi nha. Có lẽ tôi sẽ giúp được. Chị hãy nhai nát lá này mớm cho cháu. Cho cháu uống thêm miếng nước cho dễ nuốt. Sao cha mẹ lại khóc vậy? Con tôi sống rồi. Con tôi đã sống lại rồi. Thần y, cảm ơn người đã cứu con trai chúng tôi. Chúng tôi biết lấy gì tạ ơn người đây. Không sao, tôi cứu người không. Dạ, đó là anh Cuội. Người có cây thuốc quý có thể cứu người mới chết sống lại. Người bệnh nặng khỏe mạnh. Thật sao? Bán lá thuốc cứu người như vậy, chắc hẳn anh ta giàu lắm. Anh Cuội chẳng lấy tiền của ai bao giờ. Đó, nhà anh Cuội chỉ là căn nhà tranh vách đất ở cuối vườn kia thôi. Thật là người tốt hiếm thấy. Đó là cô hai nhà phú ông. Nhà người ta lắm tiền nhiều của. Anh đừng có mơ tưởng. Tôi nghèo hèn, nào dám mơ tưởng hảo quyền. Cô nương sao lại chặn đường ta? Dạ anh Cuội. Anh Cuội ơi, xin anh hãy cứu cô hai của nhà tôi đi anh Cuội. Lan Y dùng này rất giỏi. Phú ông cần người cứu thì đi tìm Lan Y. Sao lại tin kẻ hèn như tôi chứ? Dạ, chỉ có anh mới cứu được cô hai của tôi thôi. Cô hai đi chơi sẩy chân té xuống sông. Mọi người vớt lên thì đã ngưng thở rồi.
gái của ta. Con đã sống lại rồi. Cậu đúng là thần y, là ân nhân của nhà tôi. Cậu muốn gì, chúng tôi sẽ đáp ứng. Dạ, xin ông đừng quỳ như vậy. Tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cha ơi, anh Cụi trước giờ cứu người không cần trả công. Cha đừng nói chuyện tiền bạc, người ta phật lòng đó. Dạ, tôi may mắn được trời cho cây thuốc quý cứu người. Xin ông đừng áy náy. Cô hai khỏe mạnh lại là tôi vui rồi. Con gái ta nợ cậu một mạng. Ta xin gả con gái của mình cho cậu để đền ơn cứu người. Dạ, tôi nào dám. Tôi chỉ là anh tiều phu nghèo. Con gái ông sao có thể chịu khổ được. Con gái xin nghe lời cha mẹ. Con gái ta không sợ khổ thì cậu sợ gì? Cậu là người tốt bụng, chẳng tham lam, lại trọng tình nghĩa. Có con rể quý như vậy, ta rất vui lòng. Vậy con xin nghe lời cha sắp đặt. Nhà ta chỉ có vậy thôi, nàng đừng chê cười. Ta đã quyết gả cho chàng thì đối khổ gì cũng chịu. Cảm ơn nàng, ta sẽ chăm chỉ làm việc để nàng đỡ cực. Chàng chờ ta một lát. Giờ ta đã là vợ chàng chứ không còn là cô hai nhà phú ông nữa. Của hồi môn cha mẹ cho ta, ta sẽ trồng thêm rau, nuôi thêm gà để cùng phụ chàng. Đây là cây thuốc quý trời ban cho ta cứu người. Nàng nhớ, chỉ tưới cây bằng nước suối ta mang về. Nếu tưới nước bẩn, cây sẽ bay về trời. Chàng thật tốt bụng. Ta sẽ chăm sóc cây thật tốt để chàng giúp thêm được nhiều người. Bạn có phải là Cụi không? Tôi là Cụi. Mày có lá thuốc có thể cứu người chết sống lại đúng không? Vậy hãy mau giao lá thuốc ra đây để tao cứu đại ca của tao. Hả? Đại ca của anh làm sao mà chết? Tụi tao là băng cướp, ai cũng biết sợ. Đại ca tao bị quân lính của quan quay bắt đánh chết. Mày phải cứu đại ca của tao, tao sẽ trả công hậu hĩnh. Tôi cứu người không cần trả công, nhưng tôi không dám cứu đại ca ông đâu. Quan lớn biết được sẽ bắt tội tôi mất. Thằng này chán sống rồi. Đánh đơn trận coi nó tự cứu mình được không. Lá thuốc phải vào tận rừng sâu mới hái được. Nhưng quan lớn đã đánh chết thì tôi không dám cứu đâu. Ê, tụi bay, lính quan đi tuần sắp qua đây. Chạy lẹ thôi, đại ca tận số rồi. Tứ bọn cướp đã rời đi, nhưng Cụi không ngờ bọn chúng nuôi hận và quay trở lại trả thù. Nó đi rồi, vô phá nhà giết chết vợ nó, xem thuốc tiên của nó có cứu nổi không. Vợ ơi, nàng đừng chết mà. Vợ ơi. Nàng ấy đập đầu vô đá vỡ đầu, mất não rồi không sống được nữa. Còn nước còn tát, mình sẽ nặng một bộ não cho nàng ấy ăn thêm lá thuốc quý. Ông trời ơi, xin người thương vợ con mà cho nàng sống lại. Chàng làm gì mà giái lại ly lịa vậy? À,
nàng đã sống lại rồi. Nàng đã sống lại rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Chàng ơi, nhà chúng ta bị trộm rồi. Trộm gì? Nhà mình có gì quý đâu. Chàng ra giường mà xem, giường rau bị trộm cắt sạch rồi. Nàng lại quên, hôm qua ta và nàng cắt hết rau mang ra chợ bán rồi. Đầu óc ta dạo này hay quên thiệt. Thôi, để ta đi dọn cơm cho chàng ăn nha. Nhà mình mới ăn cơm xong mà. Vậy thôi, ta đi ngủ cho lành. Dạo này ít ngủ quá nên hay quên. Từ ngày ta lấy đất sét làm não, nàng ấy cứ lúc nhớ lúc quên. Tội nàng ấy quá, vì ta mà chịu khổ. Cũng vì đầu óc lúc nhớ lúc quên nên vợ cụi quen bén lời chồng dặn. Đi đâu mà giờ này chưa chịu về? Cây quý chỉ được tưới nước suối sạch mát. Cái cây này héo rồi, mình phải tưới nước cho nó xanh tươi. Tưới nước dơ sẽ tróc tróc bay về trời. Có chuyện gì vậy? Cái cây đừng có ma đâu chàng ơi. Ta mới đưa nước giặt quần áo cho nó thì nó đòi bỏ trốn. Vợ ơi là vợ, nàng quên lời ta dặn rồi sao? Nhanh kéo ta, phải giữ cây quý để còn cứu người nữa. Dạ, chào Lan cả, chào Lan hai. Chào hai anh đi con. Ai thèm làm anh nó? Tụi anh muốn đi thả diều ở ngoài đồng. Làng Liều muốn đi cùng không? Con mau đi đi, để đó mẹ làm cho. Em được đi chơi với hai anh thiệt hả? Mẹ ơi, cho phép con đi với hai anh nha. Con chơi xong sẽ về liền à. Ừ, cứ chơi vui đi. Nãy anh cả nói mình đi thả diều mà sao vô rừng vậy? Giờ tụi tao không muốn đi thả diều nữa, mà đi hái nấm được không? Tụi mình hái nấm về cho mẹ em nấu cơm. Không phải vừa đi chơi mà vừa giúp mẹ được hay sao? Nhưng mình đã đi xa lắm rồi mà không thấy nấm. Ngay phía trước kia là chỗ nấm hay mọc rồi. Em hái thêm được nhiều lắm nè. Anh cả, anh hai, anh cả, anh hai, đừng bỏ em à. Lan cả ơi, Lan Liêu đâu rồi? Tụi con tưởng Lan Liêu về trước rồi chứ. Lan Liêu ơi, con đâu rồi? Lan Liêu ơi, con có nghe thấy mẹ không? Có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn ra khỏi rừng, cậu giúp tôi nha. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.
Tôi biết hai người anh của cậu cố tình để cậu trong rừng, để cho cậu bị lạnh và đói. Cảm ơn hổ. Lang Liêu ơi. Trời ơi. Mẹ ơi, con đây nè. Con trai tôi, con có sao không? Con không sao. Bạn hổ giúp con ra khỏi rừng đó. Cảm ơn hổ đã giúp con trai tôi. Vì con trai bà cũng đã giúp ta. Sau này nếu Lang Liêu có việc gì cần ta giúp, ta luôn sẵn sàng. Hay là mẹ con mình về quê nha. Dạ. Mẹ đi đâu con sẽ theo đó ạ. Kính mong vua Hùng đồng ý để mẹ con thiếp trở về quê sinh sống. Được rồi, ta thấy mẹ con nàng ở đây cũng không được vui vẻ. Nàng cứ đưa Lang Liêu về quê, nhưng nếu ở kinh thành có việc thì Lang Liêu cũng phải tham gia đầy đủ. Dạ vâng ạ. Sau khi được vua cha đồng ý, hai mẹ con Lang Liêu dẫn nhau về quê sinh sống. Định làm món gì vậy? Ừ, mẹ sẽ làm một món bánh mà trước đến giờ con chưa từng được ăn đó. Wow, hoan hô mẹ. Hai mẹ con hoàng tử Lang Liêu sống vui vẻ bên nhau ngày này qua tháng nọ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày. Mẹ ơi, cầm mẹ nước cho mẹ nè. Sau khi được con hổ giúp đỡ đưa ra khỏi rừng, mẹ Lang Liêu thấy con trai ở đây bị ức hiếp nên quyết định đưa cậu về quê sinh sống. Tại quê nhà, Lang Liêu giúp mẹ làm việc, nấu ăn. Hai mẹ con vui vẻ sống qua ngày. Thế nhưng, một ngày kia, mẹ Lang Liêu đổ bệnh và qua đời. Con về đây. Ngày mai con lại ra thăm mẹ. Chó về nhà đi. Tôi không phải là chủ của bạn. Bạn cũng bị bỏ rơi hả? Vậy chó về ở cùng với tôi. Tôi có gì sẽ cho bạn ăn cái đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lang Liêu đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày chàng vẫn làm nông giống cuộc sống của mẹ và chàng năm xưa. Lại đi. Đội ơn cậu. Ông đã ăn gì chưa? Có đói lắm không? Ông ăn đỡ cơm nắm nha. Dạ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cơm ngon lắm. Bây giờ ông định đi đâu? Ông chưa khỏe, có thể về nhà con để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần đâu, tôi có việc phải đi. Đội ơn cậu lần nữa. Tôi chắc rằng những người tốt như cậu rồi sẽ được trả ơn. Ừ.
con phải bảo vệ hoàng tử thật tốt nghe. Khanh đứng dậy đi, nói ta nghe, chuyến đi vừa rồi thu được gì? Thưa đức vua, trong số những hoàng tử thần đã gặp, chỉ có hoàng tử thứ 18, Lăng Liêu, là chịu khó làm việc, lại có tính thương người. Thần thấy chỉ có hoàng tử Lăng Liêu là có đủ tố chất để kế vị. Không biết trong cung có chuyện gì mà vua cha lại gửi giấy triệu tập các lang gấp, cầu mong là sức khỏe của vua cha vẫn tốt. Cuộc sống của Lăng Liêu cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nhận được lệnh vua phải vào cung. Ta đây tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu nữa, việc nước lại lớn lao. Ta muốn tìm trong số các con một người ưng ý để ta sẽ truy ngôi cho người đó. Người nối ngôi không những tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu bao dung. Ta có ý thế này, cũng sắp Tết đến xuân sang, con nào bày cho ta một mâm cỗ ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng lên cúng tổ tiên thì ta sẽ truy ngôi cho người đó. Ta sẽ đi lùng cho được những món sơn hào hải vị quý nhất thế gian để dâng vua cha. Còn em sẽ theo anh lên rừng xuống biển để giúp anh lên ngôi vua. Còn em định dâng vua cha những gì? Em không biết, trong nhà em không có gì đáng giá. Cũng phải. Vậy thì thôi, đừng có tham gia nữa. Đồ ăn không ngon sẽ bị vua cha phạt đó. Vậy thì em đi nói với vua cha không tham gia nữa. Ê, đừng có phiền đến vua cha, ngày đó em không mang đồ đến là được. Ừ, xin phép hai anh em về quê. Chạy! Thời gian qua nhanh, nay Lăng Liêu đã trở thành một chàng thanh niên. Vua Hùng tuổi đã lớn nên thăm dò các con để chọn người kế vị. Trong một lần vào rừng đốn củi, Lăng Liêu đã gặp biến cố bất ngờ xảy ra. Con ơi! Mẹ! Mẹ về rồi! Ta biết con đang rất lo lắng vì chưa biết chọn gì dâng vua cha trong dịp lễ tuyển chọn sắp tới. Con nè, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con có còn nhớ những món bánh trước đây mẹ con ta từng làm không? Dạ, con nhớ. Tốt lắm. Mẹ tin là con sẽ làm được những chiếc bánh ngon nhất dâng lên vua Hùng. Thì ra là mơ. Chắc cậu không nhớ tôi. Hồi nhỏ tôi đã được cậu chữa trị và băng bó vết thương cho. Hậu có thể giúp tôi thoát khỏi cái hố này không? Anh tìm ai thế? Sao? Sao em lại ở đây? Giờ anh đến nhà em làm gì? Em thật kỳ lạ, chúng ta là huynh đệ, đến nhà thăm nhau thì đã làm sao? Em không mời anh vào nhà sao? Dù sao, em cũng là một hoàng tử, sao có thể ăn ở đơn sơ như vậy? Đúng là trong nhà chẳng có gì quý giá hết. À, trong nhà nông có lúa gạo, hai anh có cần thì em đông cho một ít về dùng.
Thôi thôi, không cần đâu. Em lo nghỉ đi. Anh về lo thứ ngon vật lạ cho cha. Vậy mời anh hai, em không tiễn nhé. Mẹ ơi, con nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ cố tạo ra món bánh chứa được tình thương của đất mẹ bao la. Em đã chăm chỉ thám thính cho anh cả rồi. Lan Liêu thoát khỏi khu rừng đó, nhưng chỉ ở nhà, ngủ, sau đó là nấu ăn, không đi mua cái gì quý giá hết. Tốt, vậy là nó chịu bỏ cuộc rồi. Anh dâng cha món gì mà thịnh soạn vậy? Thưa cha, đây là món canh yến quyết hầm nhân sâm, ngàn năm quý hiếm bậc nhất nước ta. Con đã cất công đi lấy từ vùng núi xa xôi hiểm trở. Con xin dâng người à. Được lắm. Thưa vua cha, con xin dâng người món cá mọc đại dương. Để có được món này, con đã cùng gia nhân dông thuyền đi rất xa mới lấy về được đó à. Cảm ơn con. Sao Lăng Liêu chưa tới dâng món ăn? Em ấy có nói nhà chẳng có thứ gì quý để dâng à. Thưa vua cha, con đến muộn, mong vua cha thứ tội. Một ngày trọng đại như vậy, sao con lại đến trễ? Thưa vua cha, hôm kia con bị những mũi tên lạ tấn công trong rừng nên không thể về nhà. Hôm qua con mới bắt đầu chuẩn bị, do phải đợi bánh chín nên con đến muộn. Món bánh dân vua cha vẫn còn nóng đây ạ. Thôi được rồi, con chuẩn bị món bánh gì mà những hai ngày mới xong? Đâu, mau mở ra cho ta xem đi. Thưa cha, đây là món bánh làm từ gạo nếp ạ. Cái gì? Làm từ gạo nếp? Sao em lại chọn cái thứ tầm thường như thế để làm món dân cổ cho vua cha chứ? Thưa cha, gạo nếp không phải sơn hào hải vị gì quý hiếm, nhưng nó lại là thứ quan trọng và thiết thực đối với con người. Vì vậy, con chọn nó để làm thành những chiếc bánh này. Hoàng tử Lăng Liêu nói đúng lắm. Nếu không có gạo thì chúng ta không thể sống được. Bánh này kết hợp mùi thơm của nếp và đậu xanh, thêm bên trong hành củ, thịt heo, bên ngoài được gói bằng lá dong, tạo nên sự kết hợp của đất mẹ. Đất mẹ thương con người nên cho hạt lúa, trời cha cho lửa sưởi ấm, mưa thuận gió hòa. Hay, hay lắm. Một món bánh được làm từ những thứ rất dân dã nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Để ta thử xem vị của nó thế nào. Chà, một hương vị vừa lạ vừa quen nhưng lại rất đậm đà khó quên. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Ai dạy con làm được loại bánh này? Con đã đặt tên cho bánh này chưa? Dạ, con chưa đặt tên. Bánh này con được mẹ dạy làm, nhưng lúc làm với mẹ chưa có hình dạng cụ thể. Lúc thì hình này, lúc thì hình kia. Này con thật nghĩ, hình vuông tượng trưng cho mặt đất màu xanh, hình tròn tượng trưng cho bầu trời trắng và mịn. Vậy ta sẽ đặt tên giúp cho con. Bánh chưng là hình vuông, bánh dày là hình tròn. Mỗi năm đến Tết, dân ta sẽ làm bánh dày dâng lên tổ tiên đất trời. Ta tuyên bố hoàng tử Lăng Liêu thắng cuộc. Bao thái tử, có người đến cướp lụa thần. Có phải tiên nữ đến không? Bẩm không, là một người đánh cá thường. Dân nước lên dìm chết hắn đi. Lùa về phía trước. Dừng lại. Tôi không dừng lại được. Tôi không dừng được. Anh có sao không? À, bị u đầu rồi. Đây, trả giải lụa lại cho cô nè. Để tôi chữa cho anh. Đa tạ anh đã giúp tôi rất nhiều.
Không có anh, chắc chắn là tôi bị bắt mất rồi. Không có gì đâu, giúp được cô là tôi vui rồi. Anh đã vất vả vì tôi. Xin hãy nhận lấy 7 điều ước này, coi như lời cảm ơn của tôi. Mỗi lần ước, anh hãy ném một viên ngọc xuống đất và nói tôi ước, thì lập tức sẽ được như ý. Ở tập trước, Hậu đi câu cứu được tiên nữ và được tiên nữ đền ơn bằng 7 điều ước. Còn Nhân chỉ lo bài bạc đến thua sạch túi. Kỳ này chơi lớn luôn. Đặt hết. Đặt xong chưa? Đặt xong hết lấy tay lên nha. Ba con tôm. Nhà cái ăn hết, nhà cái ăn hết. À, cho tôi mượn ít tiền chơi đi. Mượn có vài lạng thôi. Cái gì mượn, mượn rồi mượn thôi cái mà, gì? Thắng tôi trả lại gấp 10 cho. Không ấy, nhà cái cho tôi vay 10 lượng đi. Một lượng cũng được. Dẹp mày, mày còn chưa trả nợ xong nữa mà đòi mượn. Tụi bay đâu, đuổi nó ra ngoài cho tao. Dạ. Mày liễu hồn, không có tiền mà mày đặt chơi bời. Biến đi. Đợi đó đi ha. Ta mà giàu lên rồi, tưởng sao, bộ ấm chén cổ của cha bán được có 5 tiền. Chơi có xíu còn hết. Đã gì hết trơn. Bới ông đi qua, bới bà đi lại, xin làm phúc cho tôi mấy hào ăn cơm. Làm ơn làm phước. Cho chú nè. Có mấy điều ước mà đắn đo quá. Có nhiều điều muốn ước nhưng mà... Anh đang nghĩ gì vậy? Cho anh mấy cái bánh nè. Ủa, Hoa đi đâu vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung thôi. Hôm nay anh lại không câu được cá đúng không? Anh đừng có buồn. Ăn đỡ bánh này đi, mai rồi tính. Hôm nay anh cứu một cô tiên nữ, và cô ấy cho anh 7 điều ước. Giờ anh đang lo lắng không biết nên ước gì. Thiệt hả anh? Vậy bây giờ anh muốn điều gì nhất? Thì anh muốn có cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng mạnh khỏe là được. Nhưng anh cũng muốn anh Nhân được học hành đỗ đạt, chí thú làm ăn nữa. Anh thật sự biết nghĩ cho anh trai của mình. Không chỉ có vậy, anh còn muốn ước cho mọi người cũng được ấm no, không còn chiến tranh hay là thiên tai nữa. Anh đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nghĩ là những việc lớn như thiên tai hay chiến tranh, anh muốn quản cũng không có quản hết được. Còn anh Nhân, anh muốn gì, sao anh biết được? Anh nên hỏi ảnh thì hơn. Em nói cũng phải. Anh, còn một chuyện nữa anh chưa nghĩ đến phải không? Chuyện gì? Trời ơi, anh thiệt là ngốc. Chuyện hai đứa mình là quan trọng nhất thì nãy giờ anh không nhắc tới. Nhưng mà anh nghèo quá à. Anh chỉ sợ nếu lấy anh, em sẽ chịu khổ đó. Em không sợ khổ. Em muốn được chia ngọt sẻ bùi với anh. Tuổi xuân con gái có thì em không thể đợi lâu được. Mai này em già xấu rồi, anh lại chê em. Không không, không có chuyện đó đâu. Giờ anh đang không có nhà, mình lấy nhau về biết ở đâu. 7 điều ước. Anh biết ước điều gì đầu tiên rồi. Tôi ước có một căn nhà khang trang để yên tâm sống và làm việc tốt. Linh nghiệm thật rồi. Căn nhà đẹp quá. Có căn nhà trú mưa trú nắng, anh sẽ mau chóng sắm sửa trầu cau qua cưới em nha. Em chờ đó. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tiên nữ. Trời ơi, sự thật mà cứ như là mơ. Hôm qua mình còn buồn bã vì mất nhà rồi đủ thứ chuyện xui rủi. Bây giờ thì... Anh Hậu, mau ra cứu anh Nhân. Hoa nói sao? Anh Nhân ăn xin ở đầu làng, gây sự đánh nhau với người ta rồi. Ôi trời ơi là trời, tôi ăn xin chứ có phải ăn trộm đâu mà mấy người xua đuổi. Đánh tôi như vậy, tôi kiện lên quan cho mấy người đi tù á. Tôi nói hai cậu đuổi cậu Nhân đi, vì sân đình là chỗ họp làng, sinh hoạt chung chứ không phải chỗ để cho người ăn xin. Sao hai cậu lại đánh cậu Nhân? Nè 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 nè, anh đừng có ỷ có một chút học thức rồi ăn nói ngang ngược nha. Tụi tôi đánh anh hồi nào hả? Anh bị người ở sòng bạc đánh, đừng có mà nói tầm bậy tầm bạ đổ oan cho chúng tôi nha. Bậy nha.
Mấy người không nuôi tôi, lấy tư cách gì dạy đời tôi? Biến hết đi. Cậu mới là người phải đi. Quy định của làng không cho người ăn xin ở đây. Cậu muốn ăn xin á thì đi chỗ khác. Tôi thách ông đuổi tôi đi luôn á, trừ phi là tự tôi muốn đi. Con trai, cô biết con mồ côi mẹ từ nhỏ, gần đây á lại mất cha nên con chán nản, không chịu sống tử tế. Nhưng con à, lúc còn sống, cha con đâu có để con thiếu thốn điều gì, nhà cửa cũng có, sao phải đi ăn xin? Nhà cha mẹ để lại, cậu ta nướng cho sòng bạc rồi. Vậy thì không có được, con còn có em trai, phải sống tử tế để lo cho em chứ. Ông có tiền cho thì thôi, nhiều lắm gì, lắm chuyện. Cậu ta đã như vậy thì ép cậu ta phải đi, có gì tôi chịu, đáng ghét. Anh Nhân, em đến đón anh về. Ở tập trước, Hầu dùng điều ước đầu tiên là có một căn nhà và chuẩn bị cưới qua. Nhân thì thua cờ bạc sạch tiền phải đi ăn xin, lại gây sự đánh nhau, ăn nói ngang ngược nên suýt bị đuổi đi. Hầu biết tin đến đón anh về. Dạ xin lỗi trưởng làng, xin lỗi bà con cô bác. Thôi giải tán, ai về nhà nấy. Cậu Nhân có em Hậu lo rồi. Dạ mà hồi đó anh chịu học, đừng nghe bạn bè đi đánh bạc á, thì giờ có khi làm thầy đồ cũng nên, không có bị dân làng nói ra nói vào như bây giờ. Mày thì biết cái gì? Làm thầy đồ có bao nhiêu tiền, bao giờ mới giàu được? Tao muốn nhanh giàu có, tiền bạc chất đầy kho, mày hiểu chưa? Thôi tạm thời anh ở nhà em đi, rồi khỏe lại tính tiếp. Gì? Nhà mày hả Hậu? Sao mày có cái nhà này? Hay là tiền cha để lại cho mày, mày giấu tao mày mua nhà? Không, không có. Đây là... Chỉ là mày cứu tiên nữ, rồi được tặng 7 điều ước. Tao không tin đâu. Mày phải làm thử cho tao coi. Không phải vậy thì chính mày giấu tiền của cha mà không chia cho tao. Thôi được rồi, dù sao em cũng đang nghĩ nên có một mảnh ruộng để cày cấy. Hai anh em mình chăm chỉ cũng đủ ăn. Mày nói nhiều quá, làm cho tao coi tao mới tin. Tôi ước có một mảnh ruộng tốt. Trời. Em tặng cho anh 3 điều ước nghe. Kêu kiệt, có 7 điều ước, cho anh mày có 3 điều. Vậy anh muốn làm sao? À, anh lấy 4 điều ước nha, để lại cho em 1 điều ước để phòng thân đó. Anh muốn sao cũng được, miễn anh cảm thấy đầy đủ, không cờ bạc nữa. Anh nhớ ném ngọc xuống đất. Rồi nói tôi ước chứ gì. Biết rồi. Hoa, đi gánh lúa về hả em? Đưa đèn gánh phụ cho. Ê. Sao nặng dữ vậy? Có nặng mấy đâu. Tại nào giờ anh không gánh nên không quen đó. Thôi, em theo anh thì từ nay sống sung sướng, không phải làm lụng vất vả nữa. Cảm ơn anh, nhưng em muốn có làm thì mới có ăn. Những thứ ăn sẵn như vậy rồi sẽ làm mình lười biếng, yếu ớt thôi. Em nhớ đó, anh mà giàu lên á, em đừng có tiếc nha. Anh Nhân à, anh làm gì cũng được, đừng có lúc nào cũng gây chuyện, làm cho anh Hậu lo lắng nữa. Bài đặt dạy đời người khác, tưởng xinh đẹp nhất làng á, cái muốn nói gì nói hay sao? Ta đây mà có tiền á thì mua tiên cũng được, chứ đừng nói đẹp nhất làng. Tôi ước có một căn nhà thật to với nhiều vàng bạc châu báu nhất thế gian. Châu báu.
Tất cả là của ta, của riêng một mình ta thôi. Kẻ giàu nhất thiên hạ là ta. Anh đứng đây làm gì? Ở đây không có mướn người làm nữa đâu. Đi về đi. Không. Tôi là Hậu, em trai của anh Nhân. Tôi tới đây thăm anh ấy. Chờ nghe. Tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiếng. Nãy là trời ơi, tôi đánh đánh. Quá trời, trời lo cái gì. Trời ơi. Ok. Đặt hết cho ta. Anh Nhân thiệt là biết cách chơi lớn mà. Dạ thưa ông, có người xưng là tên Hậu, nó là em trai đến thăm ông á. Ở tập trước, Nhân không tin Hậu có ngôi nhà là nhờ điều ước, nên Hậu ước một mảnh ruộng để anh trai mình tin. Nhân thấy vậy nảy lòng tham, lấy đi 4 điều ước của em trai và lập tức ước một căn nhà lộng lẫy đầy châu báu. Rồi từ đó tụ tập ăn chơi ngày đêm. Thưa ông, có người xưng là tên Hậu, đó là em trai của ông đến thăm ông á. À, phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đấy. Các người lùi ra đi, ngày khác tới chơi tiếp ha. Gì vậy anh Nhân? Em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thắng nè, chưa gỡ được mà. Về đi. Kìa Hậu, vào đây. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia mời em luôn. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, em thấy anh được như ý, em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè, của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn á, với lại đồ dùng, xài đâu có hết. Ờ, dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với giường đó, về đây ở với anh. Chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi, chỉ ngồi một chỗ mà ăn á, em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, ha. Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi. Là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao vậy? Dạ, em không có ý đó. À, vậy là mày tới đây chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. Thôi, mày khỏi nói nữa. Tao biết rõ quá rồi. À, nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới. Từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Ừ? Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà.
Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo, anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là anh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi. Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn. Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi, giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi? Cướp cô dâu vào ngày cưới làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước, ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền tao quá, mấy người biến hết rồi. Trời ơi, mất tôi một điều ước rồi. Không có ai xung quanh lại hay, yên tĩnh ghê. Cái thằng Hậu này thiệt may mắn, chữ nghĩa không có được bao nhiêu, tính tình thì cù lần, mà vừa được tiên nữ cho điều ước, giờ cưới được vợ đẹp nữa. Còn mình, sao giàu sang vậy rồi mà mình vẫn thấy chán ngang vậy ta? Phải ha, mình cũng muốn có một cô vợ đẹp như Hằng Nga, vậy thì mới xứng với mình chứ. Hôm nay may mà có anh, nếu không... Sau này cô Út đừng đưa cơm ra đồng cho tôi nữa, mất công lại bị trêu ghẹo. Tôi sẽ dậy sớm hơn, tự mang cơm theo từ sáng. Anh giận tôi hả? Chuyện cậu sinh, nói cha mẹ tôi hứa gả cho cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy. Tôi tin ông bà đã hứa gả cô Út cho tôi. Cũng sắp hết 3 năm làm công rồi. Hay để tôi xin phép ông bà cho tôi được cưới cô Út về làm vợ. Hoài ơi, vô ông biểu. Dạ, ông bà cho gọi con. Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy? Khoai ơi là Khoai, Út ơi là Út, sao mà khổ quá vậy nè? Dạ bẩm ông có khổ tâm chi, xin hãy kể cho con nghe. Ông bà mới đi xem thầy để định ngày cưới cho hai đứa, nhưng mà... con Út lành ít dữ nhiều. Sao lại lành ít dữ nhiều ạ? Thầy bói nói con Út vắng số, không làm vợ con được lâu dài con ơi. Không có cách nào giúp cô Út hả ông bà? Có thầy bối có nói một cách. Thầy nói là trong lễ cưới phải có một cây tre trăm đốt dựng giữa sân để cầu trăm năm hạnh phúc. Như vậy con Út cũng sẽ sống lâu được trăm tuổi. Cây tre 100 đốt, nó có thật không? Nếu có thì con sẽ đi vào rừng tìm. Vậy con ráng tìm cho nhanh nha. Ngày giờ đẹp ông bà đã định rồi, lỡ ngày đẹp là phải dời lại 3 năm nữa đó. Dạ, sáng mai con sẽ vào rừng ngay. Mình nhất định phải tìm cho ra cây tre trăm đốt mới được. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ông ơi, ông sao vậy? Ta đổi quá, tính vào rừng đào ngũ bánh, nhưng sức già không đi được xa nên ta đành nằm đây. Con có cơm nắm đây, ông ăn đi. Vẫn còn đói lắm. Ông cầm lấy rồi mau ra khỏi rừng sớm kẻo trời tối. Cậu cho ta hết thì lấy gì mà cậu ăn? Ông đừng lo cho con, con thanh niên trai tráng, nhìn một bữa có gì là khó đâu. Chàng trai trẻ, cậu thật là tốt bụng. Ông mau về kẻo trời tối, cháu phải vào rừng đấy ạ. Cậu vào rừng để làm gì?
cháu đi tìm cây tre trăm đốt để làm sính lễ cưới vợ. Cậu bị lừa rồi. Trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt chứ? Phú ông bảo có nên cháu mới đi tìm. Cháu nhất định sẽ tìm ra cây tre trăm đốt. Thôi cháu đi đây ạ. Tre ở đây cao, chắc sẽ tìm được cây tre trăm đốt thôi. Ba mươi hai, ba mươi ba, không đủ. Xem ra phải tìm bụi tre nào cao hơn nữa. Xin lỗi nha, vì tao chặt tre mà gia đình mày mất tổ. Giờ tao không chặt nữa. Phải đếm trước, cây nào đủ 100 đốt mới chặt. 36, 37, vẫn không đủ. Đếm mãi mà vẫn chưa có cây nào quá 40 đốt. Chắc mày cũng đói rồi đúng không? Ở đây chẳng có gì để ăn hết. Đâu cần đi tìm thức ăn nữa. Nướng con chim này cũng được lót dạ đỡ đói. Ơ, ông lão, sao ông còn ở đây? Ta ăn hết cơm rồi vẫn thấy đói, nên lại vào đây tìm thức ăn. Nếu ông còn đói, để cháu đi tìm trái rừng cho ông ăn. Chim mẹ đang ấp trứng, tại cháu đốn cây tre mà gia đình chim mất tổ. Chúng ta không thể giết chết chim mẹ được. May quá, trứng chim không bị bể, chim mẹ cũng không bị thương. Xin lỗi chim nha, ta sẽ gắn lại tổ cho mày. Cảm ơn chim nhiều lắm. Ông ơi, ông đói thì ăn thêm mận đi ạ. Trời sắp tối rồi, cháu mau về đi. Ở đây không có cây tre nào trăm đốt đâu. Cháu đã hứa sẽ hỏi cưới cô Út. Cháu nhất định phải tìm được cây tre trăm đốt. Vì sao con khóc? Bụt ơi, con tìm cây tre trăm đốt để cứu người con thương, nhưng mà tìm mãi không có. Nếu con không mang được cây tre trăm đốt về thì cô ấy sẽ lấy người khác. Con là một chàng trai tốt bụng, ta sẽ giúp con. Hãy chặt 100 đốt tre lại đây. Bây giờ con hãy nói hai lần khắc nhập đi. Khắc nhập, khắc nhập. Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Con mau về đi, kẻo trời tối. Cây tre trăm đốt này dài quá, làm sao con vác ra khỏi rừng đây ông Bụt ơi? Bây giờ con thử nói đủ 3 lần, khắc xuất đi. Chúc con luôn gặp điều tốt lành. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Con cảm ơn ông Bụt ạ. Ông lão, thì ra ông chính là Bụt. Con là một chàng trai thật thà, nhưng con cũng phải dũng cảm để đối phó với những kẻ tham lam xấu xa. Dạ, con cảm ơn Bụt, con cảm ơn ông. Thôi, con mau về nhà đi, kẻo không kịp. Mày cố lên nha, sắp đến nhà rồi. Chúng ta phải về nhà trước khi trời sáng mới kịp.
ai vậy? Anh Khoai, là tôi đây. Cô Út, sao cô Út lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ định gả tôi cho cậu Sinh, tôi buồn quá nên bỏ trốn, chẳng biết đi đâu nên ở đây chờ anh. Ông bà chủ đã hứa gả cô Út cho tôi rồi mà, sao còn hứa gả cô cho cậu Sinh? Anh về rồi, chúng ta mau đi trốn đi, kẻo cha mẹ tôi cho người bắt. Cô Út đừng lo, tôi đã tìm được cây tre trăm đốt rồi, cha mẹ cô sẽ phải thực hiện lời hứa thôi. Anh Khoai khờ khạo lắm, ba mẹ tôi chỉ muốn lừa anh thôi. Chuyện cây tre trăm đốt cũng vậy, vì trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt. Tôi đã có cách, cô Út yên tâm. Vàng ơi là vàng, vàng trả vào túi ông. Ông hứa, ông gửi chứ ông không ăn. Gả con Út cho cậu Sinh đố có sai. Con vàng có bạc của mình gả cho thằng Khoai nghèo khổ, có mà ngày nào cũng khoái ăn sang, sáng ăn khoai tối. Chết rồi ông ơi, chết đến nơi rồi. Bậy bạ, ngày cưới của con gái mình sao bà nói gỡ? Trời đất ơi, con Út nó mất tiêu rồi. Trời ơi, đàn trai sắp đến rồi mà không có con Út thì làm sao mà rước dâu? Ông mau cho người đi tìm con Út về đây ngay, không á là ốm đồn với quan huyện á. Dạ, chúng con chào quan huyện. Dạ chào anh Xui. Nhanh đưa cô dâu ra để chúng ta đón về kịp giờ đẹp. Mau đưa giờ đẹp của ta ra đây, nhanh lên. Con gái tôi nó không có ở nhà. Ở đây làm gì có vợ cậu mà đợi cưới? Mày giấu cô Út ở đâu rồi? Mau đưa ra đây. Hôm ở ngoài đồng mày hỗn hào với tao còn chưa xử tội mày đó. Cha, cái thằng Khoai nè, rồi cướp vợ con á, cha bỏ tù nó cho con đi. Cái thằng đổ mốc mà đồ tâm son á, ai cả gan đòi cướp cô dâu trước ngày cưới? Vợ chồng phú hộ, chuyện là thế nào? Bẩm quan, không phải vậy. Phú ông hứa gả cô Út cho con, nhưng nay lại không giữ lời, tham giàu sang tiếp tục hứa gả cô Út cho cậu Sinh. Cô Út biết sự tình nên mới bỏ trốn, con không cướp dâu. Có chuyện như vậy sao? Xin khoan đừng nghe lời nó. Khoan, mày nói mang cây tre trăm đốt về làm xính lễ cưới cô dâu, vậy cây tre trăm đốt đâu hả? Dạ mong ngoại thứ tội, vì chúng con tham. Bẩm quan, chuyện là như vậy đó ạ. Ta hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Khoai, mau giải cây tre trăm đốt để con ta được trở thành người. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhanh đi Khoai, mau chặn con chó đó lại. Đó, không được hỗn, đó là cậu Sinh. Út ơi, mau về đây cứu cha mẹ Út ơi. Anh Khoai, hãy tìm cách cứu cha mẹ em đi. Muốn tôi thả cũng được, ông bà hãy giữ đúng lời hứa, gả cô Út cho tôi. Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Ta đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ cậu Khoai không tin ta sao?
nhờ quan huyện viết giấy cam đoan ạ. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần rồi, giờ tôi muốn mọi việc được chắc chắn. Còn gì cái, đòi cưới vợ, cha cũng chiều con. Không ngờ, con lại làm cha khó xử như vậy đây. Sao lại đi cướp vợ người khác? Đây, tôi đã viết giấy cam đoan. Mọi người cũng đã biết lỗi rồi. Cậu Khoai cũng nên tha cho họ đi. Ta sẽ làm chủ, không ai dám dối gạt cậu nữa đâu. Vâng, thưa quan huyện. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Thoát rồi, thoát rồi. Từ nay con không dám ăn nói bậy bạ nữa đâu. Mong cha tha thứ. Con biết lỗi rồi thì từ nay sống cho tử tế. Việc gì cũng phải dựa trên đồng thuận. Cô Út đây không thích con, sao con có thể ép? Sính lễ này ta tặng lại cho cậu Khoai làm quà cưới. Chúc cậu Khoai và cô Út trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn quan huyện. Con cảm ơn quan huyện. Cô Út có bằng lòng làm vợ tôi không? Em bằng lòng. Sáng hôm sau, vì lo lắng cho hươu con nên Mía đã vào rừng từ rất sớm. Cậu mang nước uống và cỏ tươi đến cho hươu con. Hươu con ơi, cậu ở đâu rồi? Cậu bị bắt rồi sao? Xin lỗi cậu nha hươu con, mình đã không giúp được gì cho cậu. Hươu con ơi, mẹ cậu đã bị bắt, cậu cũng không thoát được sao? Hươu con ơi, cậu vẫn còn sống, mình mừng quá. Cậu đói nên đi tìm thêm cỏ sao? Mình có mang nước và cỏ thật tươi non cho cậu đây. Mình cứ tưởng cậu đi mất rồi, hoặc là bị thợ săn bắt mất. May cho cậu là hôm nay lão Hội ở nhà đó nha. À, cậu ngửi thấy mùi muối vừng sao? Cậu đúng là con hươu kỳ lạ mà. Mình không chạy nhanh như cậu được đâu. Cậu lại nhớ mẹ sao? Mình cũng vậy. May mắn là mình còn mẹ, thỉnh thoảng còn lén lão Hợi về nhà thăm mẹ đó. Cậu thì chẳng còn mẹ nữa. Cậu hãy cố gắng lên nha. Mình sẽ làm bạn với cậu suốt đời. Cậu quay lại hang trốn đi, mình phải về nhà đây. Cậu nhớ đừng đi lung tung nha. Hươu à, hươu ăn trống lớn, hươu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Khi nào xin được lão Hợi vào rừng, mình sẽ đến chơi với cậu. Cậu nhớ cẩn thận nha. Sao không thấy con hươu con đó vậy? Chắc nó sợ quá nên trốn vào rừng sâu rồi. Đi săn mãi mới thấy hai mẹ con hươu đó, mà để sống mất con hươu con rồi. Thôi, mình đi kiếm con khác đi ông. Hy vọng là lão ấy không muốn tìm bắt hươu con nữa. Mình phải nói với hươu con trốn kỹ hơn mới được. Có phải là có thú rừng gần đây không? Con cũng có nghe thấy tiếng sột soạt. Mình đuổi theo không ông? Đuổi theo nhanh, biết đâu lại là con hươu con đó. Sao không thấy con thú nào vậy? Nó chạy nhanh quá, có khi nào là hổ hay báo không ông? Chỗ này ở sâu trong rừng rồi, coi chừng có thú dữ thật. Tao với mày lo về, không để làm mồi cho thú dữ. Tại mày nói tao đuổi tận vào rừng sâu, giờ cậu ở đó trốn chảy như càng sấy. Lão Hội bị dọa sợ, chắc sẽ không dám đi vào tận đây nữa đâu. Từ đó, Mía trở thành người bạn thân thiết của hươu con. Vì thương hươu con đã mất mẹ, nên Mía ngày càng chăm vào rừng tìm đến chơi cùng hươu con. Hươu con ơi, cậu đâu rồi? Mình đến chơi với cậu đây. Cậu lớn nhanh quá, mới đó đã lớn hơn mình rồi. Cậu nói mình ăn cỏ giống cậu cho lớn nhanh sao?
Mình là người không ăn cỏ được, suốt ngày lão Hợi cho mình ăn cơm nắm muối vừng nên mình không lớn nhanh như thỏ giống cậu được đó. Mình nằm mơ thấy cậu đã lớn, còn mọc sừng rất đẹp. Mình cũng sẽ lớn nhanh như thỏ, hai đứa mình vẫn là bạn thân. Cậu muốn nằm ngủ để mơ giống mình sao? Sắp sáng rồi mà chưa thấy đứa nào chịu dậy nổi lửa nấu nước cho tao làm việc nữa. Hù ơi, hù ăn cho no để lớn thật nhanh, hù mọc sừng thật to, thật đẹp nha. Ôi da, lại ông, con ngủ quên mất, con nhóm lửa đun nước liền đây ạ. Mày ngủ gần thằng mía, mày có nghe nó nói mớ gì không? Dạ. Nó hay gọi hưu ơi hưu à. Nhiều bữa còn cười thích thú nữa. Nhưng mà con buồn ngủ quá, không nhớ nó nói cái gì nữa. Chắc là nó đã gặp con hưu con ở trong rừng rồi. Dạo này nó suốt ngày xính vào rừng kiếm củi hái rau. Tao phải bắt được con hưu con ấy để kiếm sừng hưu làm thuốc. Hưu ơi, ra đây chơi với mình nào. Mình có mang cơm nắm muối vừng đây, lát nữa mình cho cậu ăn cái muối vừng của mình nha. Thì ra mày trốn việc ở nhà, vào rừng chơi với con hưu con này. Thằng này láo, thấy con hưu con mà không báo cho ông chủ. Ông ơi, hưu mẹ đã bị ông bắt mất rồi, giờ còn mình cậu ấy thôi, ông tha cho cậu ấy đi. Tha là tha thế nào? Tao sẽ bắt nó về nhà nuôi lấy sừng. Tao mang nó về nhà nuôi, nó sẽ được an toàn hơn là ở trong rừng. Rừng là nhà của cậu ấy, ông đừng mang cậu ấy về nhốt trong chuồng. Con xin ông, tha cho cậu ấy đi. Mày bắt thằng mía tránh sang một bên, để tao bắt con hưu con này về. Không được bắn chết nó nghe chưa? Ông không được bắt nó. Mày tránh ra để tao bắt sống nó. Muốn chết hay sao mà ngán đường của tao? Hưu ơi, cậu chạy thật nhanh đi, chạy thật sâu vào rừng đi. Ông ta đã bắt mẹ cậu đó, đừng để ông ta bắt được cậu. Hưu ơi, con chạy đi. Thằng nhóc láo cá, dám chặn đường của tao. Hưu ơi, chạy sâu vào trong rừng nha Hưu. Mau đuổi theo nó cho tao. Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Chạy được xíu đã thở hồng hộc rồi, đúng là cái thằng kém cỏi. Đau quá, đau quá, cứu tôi. Ông ơi, đầu con đau quá, xin ông đừng đánh con. Con mỗi con hưu con mày cũng không bắt được, đúng là đồ ăn hại. Ông đang mắng con hay mắng ông vậy? Mày còn ở đó chọc tức tao nữa hả? Ôi trời ơi, cái mông của tôi. May quá, hưu con bị bắt lại. Thằng mía, tao nuôi mày đúng là nuôi ông tài áo. Mày dám qua mặt tao hả? Rừng là nhà của Hưu, ông không có quyền bắt Hưu đi ra khỏi rừng. Nếu mày còn muốn làm việc trong nhà của tao thì mau gọi con Hưu con đó ra đây.
Giờ con có gọi đến chết thì nó cũng không dám ra đâu. Ông làm nó sợ rồi. Được rồi, vậy để tao đánh mày chết, xem con hù đó có ra cứu mày hay không. Mau bắt nó lại cho tao. Tao phải bắt nó gọi con hù ra đây. Thằng bé, đứng lại đó cho tao. Mày không muốn kiếm tiền về cho mẹ mày nữa sao? Con xin nghỉ việc. Mày thấy ghét con làm thịt mấy con vật lắm rồi. Mày có đứng lại không? Không là mày chết đó. Đứng lại thì con mới bị ông đánh chết đó. Mày đến nhìn xem, thằng bé nó còn sống không? Con không dám nhìn đâu. Giật sâu như vậy, chắc nó rơi xuống đó, chết rồi ông ơi. Kệ nó đi, tại nó tự té xuống, chứ tao với mày không có liên quan gì hết. Thôi, đi về, nhanh lên. Vậy còn con Hương thì sao ông? Ngày mai tao sẽ cho chó săn vào tìm nó. Hương con, cậu bám thật chặt vào đám dây rừng. Mình đang ở dưới này. Cậu định nhảy từ trên đó xuống để cứu mình phải không? Lão Hợi nói ngày mai sẽ mang chó săn vào rừng để tìm cậu đó. Mình và cậu phải nhanh chân trốn đi thôi. Mình sẽ không quay về nhà của lão ấy nữa đâu. Mày phải tìm được con hù đó cho tao nghe chưa? Ông chủ ơi, chờ con với. Ông với chó chạy nhanh quá, con đuổi tao không kịp. Mày nói tao chạy nhanh như chó hả? Dạ không. Con nói con chó chạy nhanh như ông ạ. À. Mày lo đi tìm con hưu cho tao. Đừng ở đó mà ăn nói láo liếu. Con có bắn được nó không ông? Mày chỉ được bắn vào chân nó hoặc là mông nó thôi. Con hưu phải sống để tao nuôi lấy sừng. Vậy khi bắt được nó rồi, ông cho con dùng thuốc sừng hưu luôn được không? Ôi dạ. Mày chỉ là người làm mà dám đòi hỏi hả? Mau đi tìm con hưu nhanh lên cho tao. Đích thầy là con hưu đó rồi. Hôm nay mình phải bắt được nó về cho lão Hợi lĩnh thưởng. Chết tao rồi. Ông ơi, con tưởng ông là con hưu. Mày dám bắn tao hả? Hay là mắt mày bị mù rồi? Tao lù lù một đống như vậy mà mày tưởng là con hưu? Mày muốn thử cảm giác mũi tên cắm vào mông thế nào không? Trúng! Mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết thế nào là mũi tên cắm vào mông. Bà là mẹ thằng Mía đúng không? Đúng rồi. Thằng Mía nhà tôi có chuyện gì không cậu? Con trai bà làm sổng mất con heo của lão Hợi. Nó sợ quá nên bỏ trốn mất rồi. Nếu nó có quay về thì bà nói nó cứ đến làm cho lão Hợi để trả nợ. Lão Hợi không trách phạt gì nó đâu. Hả? Nó bỏ trốn đi lâu chưa cậu? Cũng lâu rồi. Nó không về tìm bà sao? Nó không có về nhà. Tôi cũng đang lo cho nó đây. Lão Hợi tốt bụng còn gửi tiền công của thằng Mía cho bà đây.
Bà nhớ nói nó quay về làm cho lão Hợi nghe chưa? Cảm ơn cậu và ông chủ tốt bụng. Tôi sẽ khuyên nhủ thằng Mí. Chắc là nó chết trong rừng thật rồi. Tiền đó coi như an ủi cho mẹ của nó. Mình phải về nhà thăm mẹ. Lâu rồi mình không về nhà. Mẹ sẽ lo cho mình lắm. Cậu ở lại đây chờ mình nha. Nếu cậu buồn thì hãy đi cùng đàn hươu cho có bạn nha. Nhớ phải tránh xa bì rừng đó. Không biết thằng bé nó trốn đi đâu. Nó lỡ làm sống heo của lão Hợi thôi mà. Lão ấy cũng tha lỗi cho nó. Nhắn nó về làm. Em đi lái thuyền thuê. Để em dò la khắp nơi xem có ai thấy thằng bé không. Chắc nó không dám đi đâu xa đâu. Nó rất hiếu thảo với mẹ mà. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con nhớ mẹ quá. Mí, con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sống mất heo của lão Hợi nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu. Là lão Hợi muốn bắt sống hươu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hươu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hươu con mà suýt nữa hại chết cháu Mía. Bây giờ nếu biết Mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con đỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm, ha. Nhưng con đã hứa với hươu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hươu con rất thông minh, chắc chắn hươu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng Mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng Rúm quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ. Con như dạ, mong thầy nhận cháu Mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ. Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó Mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ, chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu. Tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm. Cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu Mía đã mất rồi sao?
Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hú con thế nào rồi. Cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu mía ạ. Tội nghiệp con quá. Mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ ơi! Con định tự mình trở về quê nhà sao? Con có biết đường về nhà không? Thưa thầy, con không nhớ đường về nhà. Lúc cậu đưa con đi thì trời tối lắm, lại đi bằng thuyền, đến nơi thì trời đã sáng. Mẹ con cũng đã mất rồi. Thư đến tay con, chắc mẹ cũng đã yên nghỉ nơi quê nhà. Giờ con quay về, rồi con sẽ làm gì? Chi bằng con cùng ta lên kinh thành để tiện đường học hành và thi cử. Khi công thành danh toại, con trở về bái lại mẹ và cậu, thì cũng chứng tỏ con đã hoàn thành tâm nguyện cho họ rồi. Thầy vẫn muốn nuôi con ăn học rồi thi cử trên kinh thành hả? Ta thấy con là đứa sáng dạ, lại rất chăm ngoan. Con cũng đã hứa phải học hành thành tài rồi mà. Nghe lời ta, hãy tiếp tục chăm chỉ học hành để mẹ và cậu con được an lòng. Con cảm ơn thầy đã thương con. Mía nghe lời thầy, hai thầy trò khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt rồi trở về thăm mẹ. Hư ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Hư con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã mọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hươu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu. Nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Quái, mau ra đi! Hey, hôm nay tự nhiên lại có kẻ nạp mạng. Ta sẽ trở thành bất tử. Lại đây, con chằn quái ác kia. Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ngươi mà ta là trắng tinh ngàn năm, chưa từng để sống con mồi nào. Ah!
em đâu rồi? Chị Mai, em ở trên này nè, mà cứu em với. Được rồi, chị sẽ bắn đứt dây treo để cứu em. Em không được la to đó. Em có bị thương ở đâu không? Không chị, nhưng em sợ quá. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Con mồi của ta. Cái gì thế này? Con chim chết tiệt. Chơi. Chẳng tin đâu. Nó chết rồi cha ạ. Mình mau về thôi. Đúng rồi, mau mau đi khỏi đây. Cha đã yếu sức rồi. Thật cảm ơn Mai và gia đình con đã cứu giúp thằng Mướp. Không thì chắc bà cháu chẳng còn được gặp nhau. Bà đừng khách sáo. Gia đình con trước nay đều thương hai bà cháu, coi bà và Mướp như người trong nhà. Hơn nữa, con quái vật đó nếu không trừ diệt sẽ gây họa cho tất cả mọi người. Nhưng anh nhà bị thương như vậy, tôi nghe nói bị trúng hơi độc của Trăng Tinh phải không? Dạ, cũng là chồng con bất cẩn. Để lát con đi nhờ thầy Lan chữa bệnh coi sao. Cảm ơn chị đã cứu em. Em tưởng là không còn được gặp chị nữa rồi. Phải rồi, nhờ mày cũng đến cứu tao nữa. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị phải đến cứu em chứ. Nhưng em cũng rất dũng cảm mà. Chị nghĩ con Trăng nó chết thật chưa? Ủa, sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta đã ở đó một lúc và nó đâu có động đậy nữa. May mà ta chiếm được hồ nước thật này. Dù bệnh tật thương tích cỡ nào cũng không sao, nhưng ta không muốn phải dựa vào hồ nước này mãi. Ta phải bất tử. Trước hết ta phải trả thù con nhóc hỗn xược đó. Con thật sự rất dũng cảm, mới học võ mà đã cùng cha đi diệt yêu quái. Con không sợ sao? Con cũng sợ, nhưng lúc đó chỉ có một mình cha con chiến đấu. Con muốn giúp cha và cứu Mướp nên con quên cả sợ luôn. Con giỏi lắm. Có điều ta chưa rõ lắm. Ta nghe thổ địa từng nói con Trăng đó đã ngàn năm tuổi, làm sao nó sống dai như vậy được? Con thấy trong hang của nó có rất nhiều xương người và động vật. Con còn nghe Mướp kể là nó ăn thêm hai người nữa là sẽ được bất tử. Ra là vậy. Chú chim này vừa cho ta biết trong hang Trăng Tinh có một hồ nước phải không? Dạ. Vậy là đúng rồi. Đó là hồ nước thần rất hiếm có, chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Có lẽ con Trăng này đã tu luyện nhờ hồ nước này. Vậy nếu có nước từ hồ này thì cha con sẽ khỏe lại sao? Có thể lắm. Vì ông ấy đã hít phải hơi độc của Trăng Tinh,
tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người ta yếu dần mà chết. Mai ơi, con mau lấy khăn và nước cho cha đi con. Dạ. Đây là dãy cá chép đã quá rồng, con hãy nghiền thành bột cho cha uống. Nó có tác dụng khống chế tà khí yêu ma trong một thời gian ngắn, cha con sẽ cầm cự thêm được vài ngày. Con cảm ơn ông Táo. Chị Hoa đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, chị xuống làng tìm thầy Lan chữa bệnh cho cha. Em biết nhà thầy Lan, em sẽ dẫn chị đi ha. Ê, chờ chị với. Ngươi không phải quắt con hỗn xược đó, nhưng mùi của ngươi cho ta biết ngươi chính là người nhà của nó. Ta phải bắt ngươi. Câu! Câu! Chị Hoa! Chị Hoa đâu rồi hả mẹ? Chị con xuống làng tìm thầy Lan chữa trị cho cha rồi. Trời tối thế này, sao mẹ không gọi con đi cùng chị ấy? Mẹ cũng định gọi, mà con bé cứ sốt ruột đi ngay à. Nó nói con bận nấu cơm. Mẹ ơi, lúc nãy ông Táo cho con một ít vảy rồng. Ông Táo nói cha uống vào sẽ cầm cự được mấy ngày. Ông Táo ông tốt bụng quá. Nhưng giá có cách gì trị được hẳn bệnh cho cha con á thì tốt quá. Chị Mai ơi, quay rồi. Chị Hoa bị quái vật chăn tinh bắt đi rồi. Con thấy chị Hoa đi xuống làng tìm thầy Lan, con định chỉ đường cho chị ấy, thì quay lại thấy chăn tinh bắt chị Hoa đi rồi. Em nói sao? Chị Hoa bị làm sao? Em nói thật mà, chị Hoa bị chăn tinh bắt đi rồi, trên mắt em nhìn thấy. Mình, mình định làm gì vậy? Tôi phải đi cứu bé Hoa. Cha mẹ hãy để con đi cứu chị Hoa, con sẽ lấy nước thần về chữa bệnh cho cha. Không thể được, chị Hoa con đã bị bắt mất rồi, chẳng lẽ con muốn cha mẹ mất cả con nữa sao? Cha con thì lại đang bệnh như vậy. Nhưng mẹ ơi, còn chị Hoa, ai sẽ cứu chị ấy ngoài con? Chỉ có con và cha biết chỗ trăng tinh thôi. Không được, con không đủ sức để đấu lại trăng tinh. Nếu con đi, mẹ không chấp nhận, chỉ có thể mẹ sẽ mất luôn cả con. Cha con thì đang bị thương, làm sao đây? Hay trong làng coi còn có ai có thể giúp chúng ta được không? Mẹ sẽ đi tìm ngay. Mình, có ai có thể giúp chúng ta không mình? Mình cản con lại đi mình. Có lẽ mày nói đúng đó mình à. Chúng ta chẳng còn hy vọng nào khác để cứu bé Hoa. Mẹ đừng có lo, con đã diệt được con trăng tinh này một lần, nhờ có nước thần nó mới sống lại. Con tin là lần này con sẽ diệt trừ được nó, đem chị Hoa trở về an toàn, rồi đem nước thần về chữa bệnh cho cha. Cả nhà ta lại vui vẻ như xưa. Cha sẽ để cho con đi, nhưng cha sẽ đi cùng con. Uống vảy rồng khiến cha khỏe hơn nhiều rồi, cha sẽ đi hỗ trợ con. Chị Mai, hay chị cho em theo giúp chị có được không? Nhà Mướp, mang chú chim này theo đi. Nó rất thông minh, nó sẽ chỉ đường cho dân làng tìm đến chỗ cha con chị. Chăn tinh, cha ta là người diệt yêu quái, em ta có võ công cao cường, sẽ đến đây tiêu diệt ngươi. Mau thả ta ra. Ấy, đây chính là con quát con mà ta muốn tìm. Cha ngươi đã nhiễm hơi độc của ta, sợ rằng đứng lên cũng không nổi nữa. Ta chờ con em của ngươi đến để ăn thịt cả hai chị em một lúc, vừa trả thù vừa trở nên bất tử. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Cứ la hét quá thích đi. Khi ta bắt được em ngươi thì các ngươi chẳng còn cơ hội la hét nữa đâu. Có kẻ đang đến đây,
phải chăng là... Cha có sao không? Cha hơi mệt thôi, chúng ta mau đi tiếp kẻo muộn. Cha ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta đã đi khá lâu rồi. Theo con nhớ thì hang Trăng Tinh không còn xa nữa đâu. Bé Mai, may quá, ta đã tìm được hai cha con rồi. Ta theo ánh lửa mới hiện lên gặp con được. Con chào ông. Xin lỗi ông, con đi gấp mà chưa kịp tạm biệt ông. Ông biết. Ông đến để hỏi con về dãy rồng ông đưa, con còn không? Dạ đây thưa ông, con đã nghiền thành bột và cho vào túi này để cha con uống trên đường đi. Phải lắm, ta muốn nói là bột dãy rồng cũng chống được hơi độc và làm yêu quái đuối sức, còn có thể tạt vào Trăng Tinh khi đánh nhào với nó. Thật sao? Con xin cảm ơn ông. Thôi, ta phải trở về coi bếp và bảo vệ nhà cho hai cha con đây. Chúc hai cha con mau trừ được Trăng Tinh. Ông chờ ba cha con trở về nha. Tiếng động đó có phải là Trăng Tinh không? Hình như lúc này đã có con gì đó rình ở đây. Có phải Trăng Tinh không cha? Có thể lắm. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nó không tấn công chúng ta? Khoan đã, hình như cha thấy có gì đó không ổn. Cha có sao không? Cha ơi, cha mau uống hết chỗ này đi. Như vậy, chúng ta không còn dãy rồng để chiến đấu với Trăng Tinh nữa. Cha mau uống đi, sức khỏe cha quan trọng hơn. Còn Trăng Tinh thật quá nham hiểm, chặn cái bẫy này cho chúng ta đuối sức trước khi đến nơi. Vậy chính là nó đã nghe lén chúng ta nói chuyện với ông Táo. Nó biết chúng ta có dãy rồng nên không vội tấn công mà làm suy yếu chúng ta. Mai, chúng ta đã khinh địch rồi. Đó, lần trước Trăng Tinh đã khinh thường chúng ta nên đã thất bại, còn lần này là do chúng ta chủ quan nên giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn. Hồ thân, các ngươi hãy nhìn kỹ, chị ngươi phải chống đỡ tại ta, chưa phải cố không trượt chân khỏi vạch ta. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Muốn bắt được không? Trời, mau cứu em Mai đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nắm tay cha đi con. Nhưng mà tảng đá sẽ rơi xuống. Còn em Mai. Thưa cha, khi cha ra hiểu thì con đu qua nắm tay cha. Dạ. Hôm nay ta phải tiêu diệt được ngươi. Ta cũng vậy. Để 1, 2, 3, con nhảy qua nắm tay cha liền nghe. 1. Đầu đông đá này lên, biết đâu cứu được con bé.
Chú chim này, trời ơi, là bé Mai đó sao? Ông ơi, con diệt được Trăng Tinh, nhưng cũng bị nó xiết chết rồi. Cái gì? Mai con gái tôi. Ông xem, nếu con chết thế này, thì cha mẹ và chị con làm sao sống nổi? Ông có cách nào xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại không? Mình ơi, tôi xin lỗi, tôi chỉ cứu được một đứa. Bé Mai, con mình đã... Khoan khoan, mình đừng nói gì dội. Bé Mai đã nhập vào chú chim vàng này, về xin ông Táo cho sống lại. Ông Táo đã đi xin với Ngọc Hoàng rồi, chúng ta hãy chờ xem. Thật hả? Chuyện như vậy, Ngọc Hoàng đã biết gia đình anh chị hiền lành, chuyên diệt yêu quái để giúp người. Bé Mai lại nhân hậu dũng cảm, xả thân cứu mọi người. Nay cho bé Mai được sống lại mỗi năm 9 ngày ở dương gian. Cha mẹ ơi! Chị ơi! Phước ơi! Con đã về đây! Sau đó, cứ đến 29 Tết hàng năm, Mai lại về sống với gia đình 9 ngày. Đến khi gia đình Mai không còn ai, thì cô bé không về nữa, mà chỉ còn một loài cây quanh năm xanh lá. Đến Tết mới nở hoa vàng rực như áo cô bé. Dân gian gọi là hoa mai, họ đem về trồng ở mỗi nhà. Mỗi năm hoa nở sắc vàng tươi, mang nhiều ý nghĩa về sự vui vẻ, may mắn, sum họp gia đình những ngày đầu năm mới.